sao em lúc này giữ chặt em lúc này không buông tay để cho anh khóc thêm một lần nữa thôi thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa phải là kết thúc sau nhiều năm nói cười ta cũng không thể nào đi chung đôi vậy là anh sai sai từ ngày lúc đầu tình yêu anh quá đậm sâu bây giờ đây nặng nặng sâu Oh,
Có cây item nào khác không?
Bằng tất cả con tim để rồi một mai khi ta lìa
thầy bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần ta. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hay dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không gần ghét hận thù, chẳng dám dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Toàn tình thế thơ, đời như thoáng mơ, đường mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Chẳng nói tiếng muôn phiền truyền thế sự nơi trần gian. Rồi, tạm dừng ở đây nha. Chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đã xem. Mình có cái con Crown Macrotech 2004 này, nó mới về rất là đẹp, bên trong rất là đẹp, zin. Anh em có nhu cầu sở hữu, anh em liên hệ trực tiếp với mình nha. Đó, máy móc là hát bây giờ cũng rất là lâu, mở maximum. Sò vương niệm, tụ vương niệm, cả âm thanh đầy đủ. Nói chung là original, hàng zin. Máy móc nghiêm chỉnh, hát hò nãy giờ tơi bời qua lá luôn. Ghép với lại cái cặp JBL Control AV29-1 nha anh em. Đó. Cặp loa này nó gồm có một cái bát viền con su màng da chăng và một cái chép kèn. Nó có hai đường tiếng thôi nhưng cái phân tần nó rất là khủng. Tí nữa mình sẽ post cái bài để anh em xem cái cặp loa này ha. Cặp lo này nó có bộ phân tần kinh khủng lắm. Rồi đây là cái con Crown Macrotech ha. Hàng rất là đẹp. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Rồi mình làm lại một bài nhẹ nhẹ nữa cho anh em thưởng thức lần cuối trước khi mình tắt nha. Thì mình làm bài Cuộc Vui Cô Đơn đi. Lúc đó là 1 giờ sáng thì xe của tụi em vô tình là bị đụng bánh. Thực sự thì tụi em rất là tuyệt vọng.
Xanh đưa tình yêu ta
Rồi, cảm ơn anh em. Mình tạm dừng đây nha. Anh em có nhu cầu hai món này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Giá rất là tốt luôn. Rồi, xin tạm biệt anh em.